Hello mọi người. Hôm nay nhà của Madison Phạm đi du lịch ở qua nhà của Vi An Lê chơi. Hôm nay là mình sẽ làm một cái món rất là quê, rất là dân dã, món bún mắm miền Tây. Có rất là đầy đủ nè, trong cái món bún mắm miền Tây này ha, là không thể thiếu đó là có heo quay nhà làm, ba rọi, có tôm này là tôm ở của Florida nha, rất là ngọt thịt, mực, cái này là cái mang cá hamachi mà người ta dùng để làm sushi đó, rồi thêm có scallops nè, là cái con sò điệp. Những cái món rau ăn kèm á thì có chỉ có ở nước Mỹ này là chỉ thấy là ở Florida rất là đa dạng nè. Cái này là bông súng, cái này là hoa của bông súng, kế đó là rau muống, bắp chuối, có giá, hẹ và đậu rồng, rồi có những cái loại rau thơm. Thường thường á thì món này có thêm tây tượng với lại cao nhút nữa, nhưng mà hôm qua đi chợ trời á, thì không thấy người ta bán, nhưng mà có bao nhiêu đây là đã cũng phong phú lắm rồi. Rồi ăn kèm với lại bún. Rồi cái món mắm kho này á, thì không có thể thiếu á, là cà tím nè, khổ qua, mình cho sả với lại tỏi băm với lại ớt vô để cho nó thơm. Rồi các gia vị. Rồi bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị nha. Cái mắm này á, thì mình đem từ Arizona qua, tại vì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Hồi nãy á, thì đã nấu đã lọc cái nước ra, mình đã lọc bỏ cái xác đi rồi, mình đã nấu đã lược đi bỏ cái xương. Bây giờ mình sẽ tao cái thịt thịt ba rọi lên cho thơm. Đầu tiên là để cái chảo nóng, sau đó cho dầu ăn. Tí dầu ăn. Sau khi mà cái chảo dầu nóng, hơi nóng, mình cho tỏi băm với lại sả băm với ớt nữa. Thơm. Rồi sau khi tỏi, hành, tỏi với lại sả phi cho thơm rồi, bây giờ mình cho thịt ba rọi vô, mình tao. Rồi, mình để cho nó thấm tí xíu rồi mình mới cho cái nước của cái mắm vô nấu cho nó đậm đà. Rồi bây giờ bắt đầu mình cho cái thịt ba rọi này vô trong cái nồi mắm này nha, cho từ từ. Mình nấu cho đến khi mà cái thịt nó miếng thịt nó phải mềm, nó ngấm gia vị vào đó, rồi mình mới bỏ những cái topping kia sau.
bốc cái mùi lên rất là thơm. Này rất là thơm luôn. Cái bao nhiêu nước đây á, cái độ mình độ lượng tùy theo gia đình mình ăn bao nhiêu, nhưng mà hiện tại bây giờ cái mục đích của mình là muốn cái thịt ba chỉ này nó được thấm vô đó, nó ngấm vô, cho nên là chưa có, mình để mình nấu một tí xíu nữa mình sẽ nêm lại, nêm nếm lại, nhưng mà có một cái chai nước để mình châm thêm vô, nhưng mà tùy theo cái gia vị, với lại một cái lon coco rico tí nữa mình để vô thêm cho nó vừa ăn, tại hiện tại bây giờ chắc nó cũng còn hơi mặn. Cái này là hồi nãy mình mới vừa nêm thử thì nó còn hơi mặn. Mình cho một cái lon nước Coco Rico. Xong rồi cho thêm tí nước nước, nước lã thôi chứ không gì hết. Này mình có rất là nhiều topping cho nên chắc mình phải cho thêm. Nấu đến khi nào mà cái thịt miếng ba rọi này nó trong lên, nó thấm thì mình mới cho tôm với mực. Tôm mực với lại sò điệp vô. Chỉ vậy thôi. Nấu thêm 5 phút nữa, với lại cà tím, mình sẽ cho cà tím với khổ qua vô. Nay là dân Cao Lãnh gặp nhau được ăn món món quê Đồng Tháp. Ok, bây giờ mình bỏ cà tím vô để nấu cho nó mềm. Cà tím trước khi để cá đi. Cá đó chín là ăn được rồi. Mềm quá không ngon. Để luôn khổ qua đi. Này là nhiều topping lắm. Khi nào mà cà tím nó chín mùi, nó rượu lại đó, mình mới cho mấy cái cá tôm mực vô. Rồi sau khi mà mình kiểm tra cái cà này nè, nó mềm rồi thì mình vớt những cái cọng sả này ra để cho nó trống bớt cái chỗ. Bây giờ mình cho cái mang cá này vô, tại vì cái cá này nó có xương đó, cho nên mình bỏ vô trước, trước khi bỏ mực với lại tôm, mình để cho nó khoảng chừng mấy phút nó chín đi, 4 5 phút gì nó chín đi rồi cho tôm với mực. Cá này vô nữa thì nó sẽ ngọt nước hơn nhiều. Rồi bây giờ cái mang cá nó đã chín rồi ha, mềm chín rồi, bây giờ mình cho tôm mực với lại scallops, cho hết mấy phần này vô. Mà hồi nãy là mình mới vừa nêm thử đó, thật sự là nó rất là vừa ăn rồi, không có cần phải nêm nếm gì thêm đâu, nhưng mà cho tí xíu muối một một tí thôi, một tí xíu đường nữa cho nó đậm đà thôi, chứ thật sự là nó ngon lắm rồi. Cái nồi mắm này, tôm mực này nó vô nó rất là ngọt nước, thêm phần scallop nữa. Ở chủ nhà này cho nhiều topping quá,
Rồi ha, bây giờ mình cho tí xíu thôi, cắt lên tí xíu cho đậm đà thôi, chứ thật sự cũng không cần thiết lắm nữa. Nhưng mà thật sự là cái mắm này là tùy theo nha, tùy theo cái loại mắm mà mình sử dụng. Cái này là mắm ở nhà làm cho nên mình nêm nếm nó cũng vừa ăn, cho nên là mỗi một cái tùy theo cái mắm mình sử dụng mà mình quyết định đó. Rồi bây giờ nó sôi trở lại là bây giờ mình múc ra ra tô thôi, rất là hấp dẫn. Ngon quá. Chuẩn bị ăn nha. Rồi, bây giờ mình múc ra tôm nha. Cho một ít cà, ít thịt ba chỉ. Con tôm. Con cá. Rồi. Hành. Cho một ít hành phi. Và miếng thịt heo quay lên nữa nè. Và sẽ có một tô bún mắm ăn cả kèm với lại rau. Mình sẽ cho một ít ngồi xuống bông súng nha, rau muống, tí bắp chuối, rau thơm. Giờ mình ăn luôn rồi mình review luôn nha. Cho thêm tí ớt ha. Hấp thử miếng nước đi, đầu tiên. Rất là đậm đà các bạn ơi. Bún mắm miền Tây. Rất là đậm đà, thơm ngon. Miếng heo quay. Heo quay nhà làm giòn rụm luôn à. Hấp dẫn quá. Bông súng nè. Ngon quá. Ok, bây giờ mình phải làm ra tô để cho mọi người ăn nữa thôi, người ta đợi. Các bạn xem á, mà có thích cái video này nhớ like với lại subscribe cho bạn mình nha, VN and Family. Sắp tới đây á, là gia đình VN sẽ quay nhiều clip chia sẻ về cuộc sống ở ở Florida. Cái cách sống rất là giản dị đơn giản ở ở giống như là một cái làng thôn quê vậy đó. Rất là thích những cái trình bày những cái món ăn mà truyền thống Việt Nam của mình ở nhiều vùng miền khác nhau. Các bạn có theo dõi mình từ cái kênh mà những món ăn thuần Việt, những món ăn thuần Việt ở trời Tây đó. Thì mình cũng rất là cái sở thích của mình rất là thích những cái món ăn truyền thống. Thì nhớ nha, nhớ subscribe và like. Thì mình lâu lâu mình sẽ sang đây á, mình nấu những cái món như vậy mình chia sẻ với các bạn. Thank you. Mắm một chiếc nước ăn và đổi ăn thêm ấm như cơm.
có đi Florida mới ăn cacao. Ai quen người Florida gửi về cho mình.